chào các bạn à, thì hôm nay là Vũ có đi support khách hàng ở Tây Ninh. Thì cậu này đã lắp vào trước Tết nhưng mà do thiếu một số thiết bị mình đã bàn giao trước Tết thì hôm nay mình lên Vũ. Thì sẵn tiện hôm nay mình lên setup thì sẽ có một sản phẩm mới mình vừa review các bạn, chính là cái đầu mà Runebox 4K không có tích mới ra. Thì mình tích hợp trong đó là 3 tính năng karaoke, xem phim và nghe nhạc và đọc những cái file Blu-ray và nghe nhạc lossless. Thì ở đây hệ thống sẽ bao gồm như vậy: hệ thống karaoke, hệ thống nhạc xem phim 5.1, các bạn có thể thấy xung quanh này, đấy, các bạn thấy quay Surround, Atmos, đây là bộ 5.1.4 ở Tây Ninh. Thì các bạn thấy clip mình đã đăng rồi, nhưng mà hôm nay là do bữa các bạn thấy cái công suất kia là sub pin sao nè, rồi đầu là không đúng, thì hôm nay là mình lên cho đúng bộ mình setup cho khách hàng. Rồi thì mình trải nghiệm các bạn ở đây, thì đây là mình đang sử dụng là lo biệm đúc đấy, đó xịn các bạn, nhưng mà mình che lại để với tránh bụi, nhưng mà nếu mà chúng ta mở ra thì mình sẽ đẹp hơn đấy, rất là xịn. Đấy, hôm nay mình review nhanh các bạn, thì hiện tại cái thời gian mình đang review là khoảng 10 giờ rồi nên đã đủ cho khách hàng ngủ. Còn lo trên này mình đang sử dụng cặp Silver đó của Đức, mắc in Đức luôn các bạn ha, mắc in Germany luôn đấy, TV Samsung 65 inch, dòng series mới nhất của Samsung luôn các bạn đó. Và súp là đang kết hợp với súp HD bộ 5.1. rồi ở đây mời các bạn có thể quay lại đây. Thì các bạn thấy cái hệ thống này mình đang đi với khách hàng là từ giai đoạn đầu, và cái tủ này cũng như là mình đã phối hợp với khách hàng và lên idea để setup cái tủ này rất là hay. Thì hay chỗ nào các bạn nhìn thấy rất là đơn giản, là cái kệ này á, là mình tư vấn khách hàng xài bút cục như thế này, ở trên này là một cái mâm than, các bạn có thể trang trí gì thêm, và cái này chúng ta sẽ đổi một cái loa center, và cái âm đi receiver ở đây, và đây một cái đầu bóp nhỏ. Thật ra đầu bóp nhỏ này với cái remote điều khiển như thế này á, thì nó đã không cần hồng ngoại, nó đã sử dụng Bluetooth rồi, nên mình có thể giấu bất kỳ chỗ nào mà mình thích. Và ở đây, và khi á, mình muốn karaoke thì sao, tại vì cái nhu cầu mà trải nghiệm khách hàng đa phần là nghe nhạc nè, xem phim nè, YouTube nè đó, và rất là nhiều, cái đó là cái mà thường nên sử dụng. Mà trước đây mà khi mà xem phim hay là mọi thứ nó rất là khó khăn, chép ổ cứng hay này nọ rất là mất thời gian. Nay thì cái Dual là với chất lượng hình ảnh 4K 60 frame, rồi xem nhạc xem YouTube online hay là xem Netflix 4K 60 frame, nói chung là đầy đủ hết rồi. Chuẩn Dolby thậm chí là 7.1 Atmos nữa các bạn ha, 7.4 nha, mình đã test rồi nha. Bình thường ở trên TV á, Netflix nó chỉ ghi á, là chỉ có là khoảng 5.1 thôi, nhưng có Atmos, nhưng mà bình thường thật sự khi mà mình test ra hiệu ứng nhận diện trên cái receiver là được tới 7.1.4 như các bạn ha, mình đã test xong rồi nên mọi người yên tâm mình review à. Rồi mình đang nói quay lại cái tủ này, cái tủ này cơ bản rất là đẹp đấy, đơn giản các bạn thấy không, một cái form nhà đẹp đơn giản. Và khi mình muốn bật karaoke thì sao các bạn, đâu có gì đâu, cần chuyển qua thôi đấy. Đấy, ok, hệ thống karaoke ở đây mình chỉ cần bấm một nút nguồn play. Sau khi mình play xong, các bạn để karaoke như vậy thì nó hơi phô nhiều thớt luôn, chúng ta phải giấu trong cái học bên này, và mình muốn bố cục cái học bên này cho khách hàng, và mình che lại. Sau khi mình play xong rồi đó thì chúng ta đâu cần chỉnh gì đâu, với lại các bạn yêu bạn bè hay đến đó, mỗi người hay chỉnh kiểu đó. Và đây là cái cách mình muốn giấu để gia chủ khỏi phải phiền những cái vấn đề mà bạn bè đến, nói chung là mỗi người mỗi ý, nói chung là cái mảng này mỗi người mỗi ý các bạn ha. Đó, để che, và khi mà nhìn từ ngoài vô rất là đẹp, không một sợi dây nhợ, hai vocal center rất là tuyệt vời luôn. Mở ra các bạn xem, thấy đây là cái góc các bạn không nhìn không đẹp, đấy mình che lại rồi. Đó là một điểm hay của cái kệ này. Đó, mình giật ra như thế này luôn đấy, cái này là khi mà làm cũng tư vấn tủ đồ cho khách hàng hết từ A đến Z luôn. Rồi phần đây nữa nè các bạn, đây là bắt treo TV, mình cũng là người treo của TV này. Mình sẽ cho bạn những độ khi mà mình làm cho khách hàng á, mình sẽ tập trung những cái độ chi tiết như thế nào. Bát mình không xài bát thường, mình phải xài những cái bát bướm NB đó, để chi, để thứ nhất á là thuận về cái việc kỹ thuật đó, để sau này support khách. Cái thứ hai á là khả năng an toàn rất là cao, nó bắt chỉ hơi kịch tí xíu thôi nhưng mà nó sẽ rất là tiện cho sau này, và nó an toàn những cái TV giá trị cao thì các bạn nữa đó. Đó, chia sẻ các bạn. Còn cái phần này, các bạn thấy ổ điện này không? Đây, ổ điện bình thường á là những thợ người ta làm chỉ có một lỗ thôi đó, nhưng mà ở lỗ điện đây là mình cũng làm luôn, mình bắt đi 4 lỗ cho mình
Tại vì mình không thể trong quá trình mình sử dụng thời gian dài, mình sẽ rất nhiều thiết bị ngoại vi mình phát sinh theo, nên các bạn phải dự phòng khoản đó. Cái thứ hai là cái lỗ điện ngoài cái nắp này các bạn. Khi mà mở nắp ra mình đang chừa tới 4 lỗ đến 5 lỗ phi 6 phi 35 rất là to. Và hiện tại mình chỉ xài cho cả hệ thống âm thanh này chỉ có khoảng tầm 3 lỗ thôi. Hiện tại là chủ nhà còn dư 2 lỗ. Và tại sao mình lại làm dư như vậy? Thì mình muốn làm dư như vậy thì lỡ về sau khách hàng có mua thêm thiết bị hay là thêm HDMI hay là thêm những thiết bị ngoại vi thì khách hàng có thể tự luồn từ trên xuống đây xuống được. Và trong quá trình 1-2 năm sau đảm bảo không đủ thiết bị, mà nói chung là lỗ này không sao hết đâu, thì nó sẽ về góc độ thẩm mỹ chứ không phải là dây nhợ lòng thòng đặt trên bàn cái câu lên tivi nhìn rất là mất thẩm mỹ, rất là xấu đó. Mình chia các bạn ha. Thì khi nào mà lỡ mà khách muốn coi đá banh ngồi phía ngoài thì lấy ra bẻ góc thoải mái an toàn, thì cũng sợ như là lỡ canh góc thì lợt thì thoải mái các bạn. Đây là con bóc mà mình nói đây, thích hợp xem phim, rất là nhỏ gọn. Mình để như này đây mình để đây, nên nhìn vào người ta chỉ nghĩ là cái hệ thống xem này chỉ có nghĩ là chỉ có một hệ thống nghe nhạc thôi, hệ thống xem phim thôi, người ta không nghĩ cái hệ thống đi loa đâu. Mà tại sao gọn này ra rất là nhiều thiết bị các bạn, quan trọng là chúng ta cách chúng ta bố cục và mình tư vấn khách hàng làm sao cho nó thẩm mỹ cho căn nhà của khách hàng nữa. Nói chung là mỗi nhà sẽ khác nhau và mỗi nhà sẽ có nhiều idea khác nhau nữa, chứ ở đây chỉ là một cái form gợi ý cho các bạn thôi, đơn giản nhất. Rồi bây giờ mình nói về tính năng. Đây là cái bộ này là đã chuyển luôn cái phần mà mình mới review. Có YouTube online, có Netflix, có tích hợp karaoke, mình custom vô cái con này. Có điều khiển giọng nói, mình thử cho mở các bạn xem nha. Mở kênh Thiên Vũ Audio. Đây, rất là nhạy. Các bạn, đây là những cái kênh mà mình đã review. Và đây là video mình vừa review cái con đầu phát này cho nên các bạn. Vừa mới được 1-2 ngày thôi. Rồi, ok, đó là nói về YouTube hay là mình nói là mở nhạc như Quỳnh Bero. Đấy, nó rất là nhạy các bạn. Trước tôi đang phát danh sách phát YouTube có tên gọi là như Quỳnh Bero. Và mình sẽ bấm volume đây thôi. Đấy, thì nó rất là dễ. Đó, bây giờ sau khi mình trải nghiệm YouTube xong, mình hay là mình nghe nhạc hay là mình có thể coi những cái khác hay gì đó, chúng ta có thể chuyển qua coi phim Netflix. Bấm Netflix một thao tác. Và hiện tại đầu đuôn này là như mình đã chia sẻ trên mạng là đây là một con đầu phát mini đầu tiên có tích hợp Netflix chính chủ do Netflix Premium cung cấp thôi ha. Đây mình sẽ tại sao mình nói chính chủ thì định mở cho các bạn xem. Đây Dolby Atmos, các bạn có thể quay gần nè. Đây chuẩn HDR rồi nha các bạn ha. Đây Atmos. Đấy, mình sẽ play cho các bạn nha. Và khi mà mình lay bộ phim này để xác minh là cái đầu này có ra được cái chuẩn đó hay không, các bạn sẽ nhìn xuống cái receiver. Mình sẽ lay bộ phim này các bạn xem. Đấy, mình đã lay rồi các bạn. Rồi, mời các bạn xuống xem cái receiver. Đây, bạn quay cẩn thận giúp mình. Đây, hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos 5.1.4 nha các bạn ha. Con này có 5.4 nha các bạn. Để các bạn biết đây, 4 đây. Quay 4 cái Atmos màu trắng, 4 cái rất là to. Đó. Và cân đối với nhà bạn thấy nhìn không gian rất là đẹp các bạn, đơn giản mà rất là sang, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và khách cũng lâu lâu karaoke mình cũng có demo cho khách cái này cái đèn này, rồi để anh mở cái bàn chơi vui, đơn giản dễ chơi bạn, và nó nhận diện theo cái nhạc nữa mà âm luôn các bạn. Con này là mình đi âm cho khách hàng luôn, âm dây hết, nói chung là được bố cục từ đầu là âm hết toàn bộ đấy, thì rất là đẹp. Rồi xong. Và bây giờ mình muốn karaoke thì sao? Thì cũng không làm gì cả, bấm một nút duy nhất. Bạn nhìn trên màn hình nha, chuyển qua karaoke. Đấy, đơn giản. Và khi mà muốn chọn bài karaoke và chia sẻ với bạn thêm là khi mình review cái video này thì là nó đang chỉ có hỏi là phần mềm karaoke bản quyền Vĩnh Viễn và với Smart Karaoke Player, và hiện tại là khoảng tầm 7 ngày nữa thì thời buổi này là nay là 13 tay thì các bạn sẽ có được một bản cập nhật, là sẽ thay vì mình mua ổ cứng 4T để chứa dữ liệu karaoke offline thì nó sẽ có một cái lao để có được nhạc offline trên cái đầu phát này, rất là nhỏ gọn luôn, có lao nha các bạn. Và giá như hiện tại là mình đang công bố ra khoảng tầm 6.5 triệu là có nhạc ổ cứng khoảng vài chục ngàn bài và chạy song song với lại nhạc online YouTube rất là mượt mà. Để mình chạy thử các bạn không.
các bạn chậm xíu, mình đang 4G mà nó chưa có vô wifi các bạn. Đó, vô wifi nè, đây. Rồi. Thì mình muốn giảm volume hay gì chúng ta cứ giảm trên đây thôi. Để mình lấy cái remote ra. Đây. Đây. Chúng ta có thể giảm volume đây. Đấy các bạn thấy không? Giảm volume nè, các bạn thấy volume nó hiện không? Rồi. Mình muốn giảm volume trên này nè. Đó. Rồi, mình muốn bấm dừng bài hát nè. Đấy, rất là nhanh các bạn, rất là mượt mà các bạn, có thể tìm kiếm cái ứng dụng nào chọn bài mà phê được như vậy các bạn. Đấy. Đấy. Rồi mình search cái dòng chữ coi, để chữ coi. À, Thiên Vũ. Audio. Ok, Thiên Vũ Audio nè. Gửi. Yeah. Ok. Đấy, vậy rất đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng được một hệ thống xem phim, nghe nhạc, karaoke, đơn giản, một thao tác, một sản phẩm và rất là thích hợp. Cái đây chỉ là một gia đình cơ bản, mình có thể tối ưu cho khách hàng được sắp tới. Trong các bạn chờ trong thời gian tới, bạn follow Thiên Vũ nha. Mình sẽ tối ưu dựa trên những cái nền tảng công nghệ, những cái sản phẩm mà mới ra bây giờ, mình sẽ custom lại và mình sẽ làm cho khách hàng nhiều cái. Chúng ta có thể chỉnh đèn, chỉnh rèm, chỉnh máy lạnh chỉ với một remote nhất, và giải trí trong một phòng chỉ với một remote duy nhất luôn. Ở đó tại sao remote duy nhất nó là hay, cái việc mà tức là mình không cần phải nhìn đó, mình có thể dùng cái remote mình chọn phim hay là mình làm một cái thao tác gì, nói chung rất là thoải mái. Nói chung là mình đang đặt ở vị trí là mình là người sử dụng, và cái mà mình đang làm ra như thế này là tức là mình có những cái mình không vừa ý sau khi quá trình mình bán hàng, và mình đang custom lại, mình muốn nó phải trải nghiệm tốt hơn về mặt xem phim và cũng như karaoke nữa, nó thoải mái và thuận lợi hơn. Các bạn có thể xem TV, coi camera, nghe nhạc chất lượng cao, Spotify, Vion. Thật ra nó giống như một cái Android luôn. Rất là xịn sò. Ok. Rồi, nó có hai cái tủ phụ kiện mới ở đây. Mình còn để nguyên nè các bạn. Đấy, hộp box nè. Mình để nguyên đây. Để hai cái tủ này chúng ta có thể để remote, linh tinh lang tang gì đó. Đấy, rất là gọn gàng, không có một cái gì hết. Khách có thể đi thêm 2-3 bộ, 2-3 món thiết bị phát sinh, mâm than hay cái gì đó, thoải mái, không có hề bị lòi dây. Đấy, đèn lên. Đơn giản với một công tắc đã được đi âm để sẵn luôn các bạn ha. Đó, cụm ngay chỗ Duy đứng. Công tắc đèn đi chung luôn. Gọn, đẹp, chất lượng hay, xịn, thao tác dễ, trải nghiệm. Tốt. Đó, như vậy mình sẽ xin được kết thúc video đây, thì cũng đã trễ rồi, để tránh làm phiền khách hàng, giờ cũng đã 11 giờ rồi. Nếu các bạn thấy video chia sẻ mà thực tế mà hay thế này thì các bạn đừng quên bấm like, share và trong chờ những thời gian sắp tới, Vũ sẽ mang nhiều cái đặc biệt và những cái chất lượng như cái trải nghiệm cho khách hàng nhiều hơn. Xin chào, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.